để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại. Sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Bác sắp hàng từ lúc mấy giờ? 8 giờ mấy. Tại sao sắp hàng chi sớm dữ? Tại vì lần đầu tiên tôi mới dùng mà tôi nghe nhiều người nói dùng tốt, tôi tính mua xài thử. Muốn, tức là mua cái gì mà dùng xài thử bác? Mua EV Princess để xài thử. Tức là bác nghe nhiều người quen đã sử dụng rồi mà khen, họ khen sao bác? Họ nói là dùng chừng khoảng 10 ngày là có hiệu nghiệm liền, tốt lắm. Mà con thấy da của bác đâu có bị tì vết gì nhiều đâu. Nhưng mà ai cũng muốn đẹp hết, muốn da tốt hết. Đẹp, tốt với lại trẻ ra bác ha. Dạ, cảm ơn. Dạ, con cảm ơn bác rất là nhiều nha, chúc bác may mắn nha.